Alo, chào bạn, chào mọi người. Hôm nay lại mình lại trở lại và lại mình lại tiếp tục với cái chương trình. Và hôm nay thì mình muốn làm một cái thêm một cái kênh mới, bởi vì là cái kênh phía bên kia của mình nói thật ra là nó đang có vấn đề, bởi vì các bạn cứ nhìn vào cái số lượt xem mình và mình đang rất là đau đầu và không có cái kênh không phát triển được, cho nên mình đang quyết định là cái kênh đó thì mình vẫn phát triển, vẫn để, nhưng mà mình lại phát triển thêm một cái kênh này nữa để xem nó tình trạng nó như thế nào. Thì đầu tiên thì mình muốn làm một chút về video về kích cá, bởi vì thực ra thì kích cá mình làm cách đây đã mấy năm rồi, nên là mình tận dụng lại cái clip cũ, nhưng mà chủ yếu là mình phân tích về kỹ thuật thôi. Thì các bạn chỉ cần hiểu về kỹ thuật thôi thì các bạn làm được, còn không cần thiết phải bây giờ bảo mình làm lại thì mình cũng làm được thôi, nhưng rõ ràng là rất là tốn thời gian. Thì bây giờ các bạn chỉ cần, quan trọng là các bạn hiểu và làm được. Thì mình sẽ đưa các cái sơ đồ lên, và ở đây thì cái cá nó gồm có hai loại, một loại là một vế và một loại là hai vế. Vậy thì loại nào mạnh hơn? Loại nào cũng mạnh hết nếu như các bạn làm yêu cầu, và mình thấy một vế nó còn hay hơn ở cái chỗ là rất chi là dễ thành công và dễ làm luôn, một phát là ăn ngay. Còn hai vế nếu như các bạn làm không chuẩn, bởi vì nó là hai cái thẳng, nó là hai bên kéo đẩy, thì đôi khi nó làm việc không cân bằng thì rất dễ là đi dàn xỏ. Thì mình là cái người gọi là phân tích kỹ thuật và chơi hết tất cả các loại chơi, cái gì mình cũng có thể chơi được. Thì mình thực ra thì kích cá thì mình không có ham lắm, bởi vì là cái cá đó là cũng là ở bên người ta cấm, với thứ hai nữa cái tâm hồn của mình nó luôn luôn ở trong cái tâm thế là trong sáng thơ mộng, như nên là mình cũng chưa bao giờ đi kích cá cả, mà mình chỉ là ở bên cái phân tích kỹ thuật thôi, và mình đọc vị hết được tất cả các loại. Ở đây có mấy mấy loại, thì cái loại mà kích cá nước mặn nó khác, và kích cá nước ngọt nó khác, và kích nước nước đục nhiều phèn, nước lợ nó lại khác. Thì nước ngọt thì đơn giản, các bạn hiểu đơn giản như sau: nước mặn dẫn điện nhiều, nước ngọt dẫn điện ít. Thì nước ngọt cần phải có một cái kích có điện áp cao hơn. Vậy giờ bắt rô phi, bắt cái loại cá mạnh nhất, kể cả là cá khủng nhất, thì là bắt là như thế nào? Cá khủng nhất thì các bạn không cần phải điện áp cao, mà các bạn chỉ cần khỏe là được, là bắt được. Còn cái khá vừa vừa thì các bạn lại dùng cái kích vừa vừa thôi, đúng không? Không cần phải, cái điện áp nó chỉ được đến mức độ nó tê được cá thì là có nghĩa là bắt được, không cần phải quá cao. Bởi vì tại sao? Bởi vì mình nếu mình làm, mình tính cái tần số tầm cỡ làm sao mà mình có thể giết được, không phải là giết được mà làm đơ được cá lớn, nhưng cá bé thì vẫn là còn cơ hội sống sót, thì đó mới là cái điều tuyệt vời, đúng không? Nhưng mà mình thực ra thì mình cũng không có đam mê lắm về cái chuyện đấy, nhưng mà mình sẽ phân tích thông số cho các bạn. Để cái nếu bạn muốn ăn rô phi, đơn giản các bạn tăng cái biến áp của bạn to lên, tăng số lượng sò lên, là số vòng dây quấn cỡ cái dây to lên là ok. Bây giờ mình sẽ đi vào phân tích, và ngày xưa mình đã làm rồi, nhưng mà kiểu như bây giờ mình làm lại thì cũng được, cũng không có thời gian, mà nếu mình làm lại thì sẽ đẹp hơn rất là nhiều luôn, vì ngày đó thì đang còn ngày đầu trứng nước, cho nên là mình làm cũng hơi bẩn, nhưng mà mình quan trọng là mình phân tích kỹ thuật cho các bạn hiểu, và làm một vế rất dễ thành công hơn là hai vế. Và hai vế thì mình cũng làm 3 4 cái clip rồi, thì mình phân tích lại, và đương nhiên là những cái gì mà các bạn cảm thấy mà nhận thấy mà học hỏi được chút nào đó thì các bạn hãy like, và các bạn cảm thấy đúng thì các bạn hãy cho một cái dấu thích và đăng ký kênh. Cảm ơn các bạn. Bây giờ mình sẽ đi vào chi tiết. Đầu tiên thì mình làm ở đây thì là cái clip nó đã ở từ ngày xưa rồi, cho nên là quay nó cũng không được đẹp, và cái cách làm nó cũng không được đẹp. Nhưng mà như sau: nếu mà cái loại kích mà kích một vế, nếu các bạn chỉ có làm một vế thôi, thì các bạn không cần phải lót cách điện, không cần phải lót cách điện, ngoại trừ
Nếu như nhìn trên sơ đồ thì các bạn hãy nhìn trên sơ đồ đây. Sơ đồ ngay từ lúc đầu luôn là hai cái bốn cái con này đúng không? Bốn cái con, tám con đê tám, 818 thì là tất cả đều có một cái gọi là cái chân C chung, và còn cái con sò đệm cũng là cái chân C chung luôn, cho nên là không cần phải lót cách điện, không cần phải lót cái dây bóng nó. Nhưng mà hồi đó mình làm ấy, là mình làm xác định là mình sẽ làm biến nó thành hai vế, cho nên mình đã, từ đầu mình đã là gọi là lót cái điện rồi. Còn nó thật sự là nó không không cần lót cái điện nếu các bạn làm một vế, nhưng hai vế thì các bạn phải lót cách điện. Đó là cách tờ giấy bóng nó, và các bạn lót tờ giấy bóng nó thì các bạn lót bằng cái loại gì? Theo như phân tích cơ sở khoa học kỹ thuật thì là đó là phải cái loại giấy bóng siêu cứng, càng cứng thì càng tốt. Cứng là chịu được nhiệt, mềm sẽ chịu nhiệt yếu hơn, cho nên chịu nhiệt được thì nó sẽ không bị chảy. Mà không bị chảy, cứng nhưng mỏng thì đó là quá tốt rồi. Bây giờ mình lắp 8 con D718 đúng không? 8 con D718 và cái phiến tản nhiệt đó, mình bồi thêm một phát miếng nhôm nữa đằng sau. Đó là cái hồi đấy mình làm như vậy. Các bạn thì cũng không cần thiết phải làm như vậy, hoặc là nếu các bạn có thì các bạn làm cái phiến tản nhiệt nó càng to thì nó càng dày thì nó lại càng đảm bảo chất lượng, bởi vì nó tản nhiệt rất là tốt. Để 99,9% chết sò là do nó quá nóng, cho nên tản nhiệt thì càng to thì càng tốt, chứ có sao đâu. Bây giờ mình mới nói là nếu các bạn thích thì các bạn chơi lên 12 sò, mà thích nữa thì chơi lên 16 sò hoặc là 24 sò, kể cả cái loại cá một tạ chơi 32 sò, với điều kiện là cái con đệm lại phải cũng lại chơi con D718 luôn. Ở đây thì mình làm mô phỏng, thì đầu tiên chân B các bạn, chân B các bạn bẻ cọc lên hết đúng không? Chân B là các bạn bẻ cọc lên hết, hoặc là nếu để an toàn cắt ngắn đi, cắt ngắn đi cho nó gọi là có cái khoảng cách giữa chân B và chân C là không bị chạm nhau, thì cắt ngắn đi. Nói tóm lại là B, C, E giữa ba chân á, thì các bạn sẽ tách rời chúng ra, làm thế nào đó cho nó có ba cái khoảng cách gọi là cách xa nhau nhất có thể. Đây là tại sao mình lại ngày đó mình lại làm như vậy, bởi vì tại sao? Bởi vì mình muốn là tận dụng lại những cái con D718 này, cho nên mình mới không bẻ quặt cái chân chân B của nó lên tận sát ở trên cái vỏ. Bởi vì cái sò mà sò xịn á thì mình nói không không nói làm gì, bởi vì sò xịn chân nó cực là có một cái cấu tạo kim loại rất tốt, tức là rất dẻo. Nhưng cái sò dởm thì đó, mình nói thật luôn, bạn bẻ hai lần thôi là cái chân đi luôn, mà D718 thì lấy đâu ra mà có loại xịn được, một phát cũng vậy thôi. Cho nên mình thấy nhiều người người ta làm, người ta bẻ quặt lên, nhưng mà nói thật mình không đồng ý. Bẻ quặt một phát gần như là gập lại lên cái vỏ lưng sắt thì mình nói thật nhé. Sò xịn thì là bẻ vô tư, vì cái chân nó rất là cái thép rất là tốt, rất là dẻo luôn, nhưng cái sò đều đúng hai lần đi luôn, đứt luôn, gãy luôn cái chân, bởi vì cái độ gấp khúc của nó quá sát luôn. Thứ hai nữa là bây giờ các bạn nếu mà các bạn hàn chân B của nó thì không nhất thiết phải dây đồng to, dây nhỏ cũng được, dây nhỏ nhưng nhỏ ở cái mức độ vừa vừa đủ thôi. Bởi vì tại sao? Bởi vì các bạn đi 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 làm cái cá vật vã hơi bị kinh khủng, cho nên các bạn dùng cái dây vừa vừa, hoặc là lấy dây sợi thép một. Nhưng yêu cầu ở đây ấy, là cái mức độ hàn là phải siêu ngấu, siêu ngấu, thậm chí là các bạn lấy thiếc các bạn đắp xung quanh cái dây đồng luôn. Và lý do tại sao mình lại hàn bằng cái dây nhỏ, vì dây nhỏ bắt thiếc siêu nhanh, còn cái dây to thì bắt thiếc không nhanh được bằng. Và nếu mà lấy dây đồng mà bọc emai là phải cạo đi, còn cái dây này thì không phải cạo. Còn giữa chân
cái chân C của nó. Bây giờ mình tiếp tục mình sẽ hàn đến cái chân E. Chân E thì mình sẽ hàn bằng cái dây dây đồng to hơn, cũng là cái dây điện thôi. Nếu các bạn có điều kiện thì các bạn lấy dây đồng lõi đặc đấy mà hàn, nhưng mà ở đây mình hàn bằng cái dây điện. Dây điện thì chọn cái loại dây tốt, và sau khi bảo các bạn bảo là yếu mà không không bao giờ yếu, bởi vì tại sao? Đầu tiên là các mối hàn phải ngấu, đúng không? Sau mối hàn phải ngấu thì đắp thêm một tráng một lượt thiếc nữa thì làm sao mà nó có thể gọi là nhỏ được. Các bạn đắp thiếc dày cộp lên đấy, dọc theo cái đường thân của cái sợi dây đó, thì là tự nhiên cái sợi dây nó phình to ra mà đảm bảo được cái độ to và cái độ mối hàn được tốt. Như vậy chân C tất cả mọi con sò đều câu chung lại với nhau hết, chân E tất cả mọi con sò đều câu chung lại với nhau hết, và chân B của tất cả con sò đều câu chung lại với nhau hết. Vì thế các bạn làm bao nhiêu sò cũng được, 12 muốn ăn rô phi thì 15. Tiếp theo các bạn lấy một con tụ 1000 microfarad 63V cho nó đảm bảo an toàn, đúng không? Thực ra thì cái mạch cái cá thì cái sơ đồ nó rất là đơn giản, mình đưa cái sơ đồ lên cho các bạn xem luôn là rất đơn giản. Bạn lấy một con đệm, ngày đó là mình dùng con D63, bây giờ D63 bây giờ nó cũng không còn, hoặc là H1061 bây giờ nó không còn. Tại sao mình lại dùng cái con đó? Bởi vì cái con đó nó đủ sức để gồng được 8 con D718, mà bây giờ không có con đó. Mà nếu các bạn dùng điện trở thì lại không cần phải 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 to to như vậy, đúng không? Bây giờ các bạn dùng con đệm D718, chính con D718 để đệm luôn, làm con đệm luôn, thì đương nhiên cái điện trở mà cấp vào chân B của nó là các bạn phải dùng điện trở xứ rồi, thì có phải là các bạn sẽ phải tốn thêm cái điện trở không? Thì muốn khủng thì phải vậy. Cái con điện trở cấp vào chân B của con đò đệm đệm mà nếu mà dùng con đệm nó để dùng con D718, bởi vì nếu các bạn chơi quả 32 trò để kích kích các kình kích loại cá mập á, cái con điện trở để đệm vào chân B của con D718 đó, con sò đệm thì phải loại loại điện trở công suất thì mà nó mới trụ được. Công việc làm thì chỉ có vậy thôi, một con tụ, một con diode, một con sò đệm và một dàn sò công suất. Còn sơ cấp và thứ cấp các thứ thì mình đã đưa xong thông số lên rồi, sơ đồ sau. Bây giờ mình sẽ lấy cái con điện trở, ở đây thì con điện trở của nó là gồm gọi là 2K, tức là hai con 4K mà nối song song với nhau thì là sẽ thành 2K. Bởi vì nếu mà nối song song với nhau thì nó sẽ khỏe hơn là các bạn chỉ chạy có một con, thì như vậy nó mới đảm bảo. Và nếu như mà các bạn muốn thích thì lắp thêm cho nó một cái chiết áp, không thích thì thôi. Cái thứ hai nữa là thôi mình bỏ cái phần chiết áp đi, bây giờ thêm một cái cuộn gọi là cuộn cuộn ở ngoài mình thường hay nói ở ngoài đời vùng quê nói là cuộn chặn, thì mình nói đúng theo phổ thông thì nó là cuộn cảm, để làm chi, đúng không? Khi cái kích nó chạy ở cái mức độ không tải thì nó cũng giống như cái con ngựa bất kham, nó chạy rông không gì kìm hãm lại được, tần số xung vọt lên cao, đúng không? Xung nhọn hoắt như cây kim lao về, ắc quy, đúng không? Vừa nhọn vừa mạnh.
hồi ngược với ác quy, có thể dẫn đến là nguy hại đến ác quy, nhưng mà đó là cái trường hợp là hy hữu. Thì vậy thì phải làm thêm cuộn cảm để bảo vệ cho ác quy, tránh xung ngược dội về ác quy, làm ác quy bị hỏng. Nhưng mà vẫn những cái bộ kích sau này mình đều nhìn thấy là không có, và thực tế ra các bạn là không cần thiết phải dùng cái cuộn cảm đó, bởi vì nó cái trường hợp rất là ít khi mà hỏng ác quy, cho nên người ta bỏ luôn cái đó. Mình thì mình vẫn làm cho nó đúng thông số và đúng bộ lệ. Lưu ý là các cái dây mà dây chân C, chân E là phải dùng cái loại dây to khoạc luôn. Ở đây là mình dùng dây này là hơi đang còn hơi nhỏ đó. Bạn dùng dây to khoạc luôn. Và nếu cần thì có lắp thêm cái con chiết áp nữa, nhưng mà chiết áp ở đây nếu mà dùng D718 thì phải những loại chiết áp khủng. Chiết áp này chưa ăn thua, cho nên mình sẽ bỏ luôn cái phần khâu chiết áp này. Bây giờ mình sẽ phân tích sơ đồ một chút. Còn cái chuyện thử ngày xưa đó là mình thử qua bóng tiếp đó, chứ không phải là thử dí trực tiếp, thì các bạn nó cũng như nhau cả thôi. Thì mình đã làm nó chạy rồi, còn dí trực tiếp thì nó cũng cũng sẽ khỏe vô biên, nhưng cái ngày đó mình không có dí. Các bạn đấu qua tụ thì dí thoải con gà mái luôn. Mà tụ thì các bạn đấu qua con tụ 3UF, 3UF 3 microbara là chuẩn, hoặc là đến hai con là 4 UF, mà nếu mà thấy mạnh quá giảm xuống 2 UF cũng rất là ok. Bây giờ là mình phân tích một chút sơ đồ. Thì sơ cấp ạ, thứ cấp là cái phần mà gọi là đầu ra vượt mũi ấy. Thì là mình để luôn cái sơ đồ này nha. Ở phần cái phần thứ cấp của nó là cái vượt ra mũi đây, thì các bạn sẽ dùng là con tụ 4UF, 3UF, biến áp dùng 10 đến 12 cm, được chưa? Sơ cấp dây 1,4, 1,2 đến 1,4 tùy theo các bạn muốn mạnh, thì dùng 1,5 ăn oxy. Nếu mà chơi rô phi thì dây 1,5, và thứ cấp thì hạ xuống cái nấc là 300 là ăn rô phi. Tiếp theo nối với sơ cấp, nối với 35 vòng sẽ là 30 vòng hồi tiếp dây 0,5, mạnh thì chơi dây 0,6. Sau đó thì từ cái hồi tiếp đó chạy vào một cái con R, bỏ con VTR đi, thì phải trùng con R 2K đến 2 đến 3K, chạy vào con sò đệm D63. Nếu như dùng con D718 thì cái con chở này sẽ phải thay một con chở sứ, được chưa? Còn ở đây là con đi thêm một con diode này, thêm một con tụ này, đúng như sơ đồ là đây là D718 nhân 8 hoặc D718 nhân 12. Cái sơ đồ này mình sẽ vẽ lại nha. Ok,